Theo đó, ngày hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra lễ khai mạc triển lãm kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 127 năm ngày quốc tế lao động tại công viên Lam Sơn, công viên Chi Lăng và đường Đồng Khởi từ ngã tư đường Lê Thánh Tôn đến ngã tư đường Nguyễn Du. Vào ngày 27 tháng 4 sẽ diễn ra giải đua thuyền truyền thống trên tuyến kênh tàu hũ Bến Nghé, giải Việt giã truyền thống 30 tháng 4 lần thứ 37 vào sáng ngày 28 tháng 4 tại tuyến đường Hoàng Sa Trường Sa. Ngày 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tại công viên 23 tháng 9, sân khấu Sen Hồng, công viên Gia Định 2, khu tưởng niệm liệt sĩ ngã Ba Rồng, huyện Hóc Môn, công viên lịch sử văn hóa dân tộc thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp với từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 30 tháng 4 tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn quận 2 và công viên văn hóa Đầm Sen quận 11.